Chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình sẽ làm lại tờ giấy số này. Hôm bữa mình trúng 100 đồng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ làm lại là 5 tờ giấy số nha. 5 tờ ok. Mình sẽ cào nha. Thì cái thể loại chơi thì như sau. Thì nhân 5, nhân 10, nhân 20. Còn nếu mà các bạn trúng cái sấm sét á thì trúng giống như là ở trên đây cái sấm sét để gì 100 đồng thì trúng 100 đồng thôi, nó không có nhân lên. Ở cái bonus box này nè, là nếu các bạn trúng hai cái hình giống nhau á thì các bạn trúng được cái box ở trong đây, ok, trúng cái giá tiền ở trong đây. Mình ở Massachusetts Lottery nha các bạn, ok. Giờ mình sẽ cào cho các bạn coi nha, mong rằng mấy bạn ủng hộ mình nhé. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian dài nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ cào các bạn coi nha. Con đầu tiên là con số mấy? Số 1. Con thứ 2 26. Con thứ 3 số 4. Con thứ 4 18. Bây giờ mình có 26, số 4, 18 là mình trúng nha. 16, số 9. Tức là 10, số 1, 26, số 4, 18 là mình trúng nha. Xin lỗi các bạn. Rồi sẽ cào nha. 12, 24, 26 không? 22. Kế tiếp rồi. Số 3, mình có số 4 mà ra số 3 không trúng ngàn nè. Trời ơi, 18 ra số 8, 20 đồng. Mình trúng được 5 ác nè mấy bạn ơi. Ok, bạn thấy 5 mát không? Mình chú được 5 mát thôi nha. Số 2, số mình có số 1, là số 2 5 ngang. Trời ơi, mình chú 5 mát rồi đó. 18, ở đây 17, đau lòng. 18 không? Trời ơi, 19. 2, 26, 26 là mình chú 25. Bây giờ 500 luôn. 26, 21. Rồi mình đã trúng 5 mắt trên đây nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ cào coi cái bonus nha. Cái gì đây? Cái wallet. Nếu mà có cái wallet là mình trúng nha. Thêm cái giống vậy là mình trúng nè. Jerry không trúng rồi. Ok, giờ mình sẽ qua cái tờ kế tiếp là mình trúng được 5 mát rồi đó. Ok, 13, 18, 29, 28. Có mấy số trên đây là mình trúng nha. Nha các bạn. 15. Ôi trời, 26, 28, 28 với 29 là mình trúng rồi. 24, số 6, 22, số 3, 13 là mình trúng, 13, số 1, 16, mình trúng các bạn ơi, 13 với 18 là mình trúng rồi, số 7, vô, số 2, 14, chịu luôn. 21, tờ này đi bụi rồi. Bonus là gì đây? Nữa hả? Chiếc nhẫn với cái wallet 5 đồng, đi bụi. Một tờ đã đi bụi rồi nha các bạn. Bây giờ mình qua còn 3 tờ thôi. Bây giờ mình sẽ qua còn tờ kế tiếp, sẽ không làm cho mấy bạn mất thời gian nhiều. Số 9 nè, 12 nè, số 6 và số 1 nha các bạn. Số 9, 12, số 6 và số 1, ok. Thôi mình cầm bonus trước đi. Xúc hàng bonus trước đi. Cái móng ngựa, có cái móng ngựa đó mình trúng nha. Móng ngựa, móng ngựa, móng ngựa. Trời ơi, móng ngựa cộng với cái chuồng giống như mình đi mua nuôi bò vậy đó.
móng ngựa mà cộng với cái chuông, giống như con bò mà nó mang cái chuông ở trên đầu, trên cổ nó vậy đó các bạn. Đầu lòng 500 nhưng mà ít đâu. Số 3 nha các bạn. Số 8, mình có số 9 với số 6 mà ra số 8 là sao trời. Số 4. Buồn hết sức buồn luôn. Số 6 nè. Ôi 26 luôn. Số 6 ra 26 thôi thôi. 19. Có số 9 ra 19. Đau lòng không? Mấy bạn thấy đau lòng không? Với số cào đâu phải dễ trúng đâu. Đâu phải là cào là trúng đâu. Cũng hên xui mấy bạn ơi. Mua lần vậy đó hên xui. 15. Này có 15 nha. Chứ mấy thằng Mỹ nó đầu nó cào lần mấy trăm đồng mà cũng đâu có trúng đâu mấy bạn. Trời vô. 29 có không? Trời ơi có số 9 thôi. Số 2 chạy mất tiêu rồi. Chơi tiếp. 16. Ủa, 26, 16. Mình có số 6 thôi. 22. 23. Kỳ vậy. 22 đi 23 luôn vậy trời. 25. Đừng nói chỗ này 24 nha. Thôi tưởng mình nói như đúng như rồi vậy. 24. Ok. Lại một tờ đã đi xa rồi, không trúng nha các bạn. Coi nè, không trúng nè. Ok, rồi. Còn hai tờ cuối nha. Làm nhanh gọn lẹ chứ mấy bạn có mấy bạn nói mình có thời gian nữa. Level lên rồi. Giờ có 26, số 2, 11 và số 22. Có là trúng nha. Số 8. 13. Có số 2 nè. Trời ơi, mình thấy số 2 ra 24 là sao vậy trời. 16 quá trời 16 luôn á. Nãy giờ mình thấy 16 hơi nhiều luôn á. Thấy 16 hơi bị nhiều. 17. 22 25. Mình có 26 rồi 25 ngàn. Mình chưa bao giờ mình trúng 1 ngàn hết á. 29. 21. Mình có 22 rồi 21 trời. 15 đồng. Ok. Số 9. 28. 18. 19. Rồi xong game đi bụi luôn. Cái chuông, mình đã có một cái chuông rồi mấy bạn ơi. Mình phải cần thêm một cái chuông nữa. Chuông, đây coi nhiêu vậy? 500 á. Chuông nha. Kêu chuông. Trời ơi, có cái chuông với chìa khóa làm chi vậy? Đâu có kết hợp được đâu. Đâu có làm siêu nhân biến hình được. Buồn quá đi. Ok. Bây giờ tờ này là tờ cuối nè. Ấm Balasibo, trúng 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 gì cũng được, ok. Số 7, 14, 17, 27, wow. Số 7, 14, 17, 27 làm trúng. 55. 12. 24, mình có 14 ra 24. Đau chứ mọi bạn. 18, 17 ra 18. 10 đồng cũng đỡ ghê chứ. 19. Ôi, thấy số 8 là không trúng rồi. Số 8, 23, từ số 8 rồi chứ. 15. Mình 1.000 luôn à. 14, mình có 14. Có 14 với 27. 22.
và lần sau mình sẽ cào giá tiền trước, coi thằng nào lớn tiền mình cào trước, có lý không? Để lần clip sau đi mình sẽ làm như vậy nha mấy bạn. Tiếp 13 28, mình có 27 ra 28, chi gì, 15 đồng của tôi. Như đây, chiếc tàu. Có thêm chiếc tàu nữa là mình trúng. Tàu, chiếc nhẫn 100 đồng. Ok, tờ này cũng không trúng rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ tờ trúng 5 cho trúng. Rồi rồi, 5 max của mày đâu rồi? Đây, dục tới dục lui, tưởng lát nó dục thùng rác rồi chết luôn. Ok, đây là tài chúng 5 max của mình nha. Giờ bắt đầu mình sẽ nặng thôi. Chúng có 100 đồng thì nhân 5 lên là được 500 thôi nha, nhẹ nhàng. Số lớn, bự gì nè, đó, đúng rồi, bự gì nè. Bự nha mấy bạn, trời, có thiệt không vậy? Chúng có 10 đồng bạc à. Có kỳ vậy ta? Cái số này kỳ vậy ta? Lỗ rồi. Trời ơi, bèo quá, phải trúng 5 đồng nhân 5 là 25 đồng chứ sao kỳ vậy ta? Có vụ với số mà 5 đồng mà trúng 2 đồng nữa hả ta? Lần đầu tiên quá nghiệt ngã luôn. Không tin được vào mắt mình luôn. 5 đồng với số 5 đồng trúng 2 đồng nhân 5 là 10 đồng. Đào đầu. Ok, video của mình cũng tạm dừng tại đây nha mấy bạn. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy cho mình cái comment ở dưới, cho mình cái like và cái share. Mong rằng mấy bạn sẽ ủng hộ mình giờ trong thời gian sắp tới nha mấy bạn. Thank you các bạn nhiều.